Gibson mà Abigo Guitar Shop đang phát triển với những cái cải tiến đáng kể trong cái version 2 này so với version 1. Thì các bạn thấy ở đây có rất là nhiều màu, mình cố ý để cho các bạn nhiều màu sắc rất hiện đại và sơn rất là đẹp. Mình sẽ thử cho các bạn tiếng clean ha, tiếng solo nhẹ nhàng, và mình có tune down một cung để đánh metal cho bạn nghe thử của hai cây này ha. Về màu sắc được sơn rất là chỉnh chu, một những cái cải tiến hiện đại tốt đó chính là cái body, cái thân của cái cây đàn này thì mình làm theo cái kiểu gọi là chambered guitar, tức là nó có khoét khoét đục lỗ từng cái lỗ ô nhỏ nhỏ đây. Thì để tìm hiểu thế nào là chambered guitar thì các bạn có thể xem cái đường link chi tiết, mình có hình mô tả tận răng ở bên trong này luôn, với những cái lợi điểm của nó là sustain, tức là cái độ ngân của nó dài hơn, body của cây này sẽ được nhẹ hơn. Cái tiếng của nó rõ ràng, sạch hơn nữa. Rồi nói chung là vang, nó đặc trưng, các bạn có thể chơi được nhiều thể loại. Ở đây chúng ta có các màu xanh nè, blue xanh nè, màu gold top nè, rồi các bạn black tremblant, rồi relief, rồi màu đỏ, màu đen, rất là nhiều màu ở đây. Về cái cần thì cái được chăm chút, rất là chỉnh chu, fret mọi thứ rất là tốt ha. Các bạn thấy body nè, nhẹ lightweight, mọi thứ rất ok thôi. Nó không nói nhiều nữa, chúng ta nghe thử qua âm thanh của nó với tiếng clean tự nhiên ha. Sau đó mình sẽ có một tí override vào và cuối cùng ta sẽ tiếng metal ha. Đây là tiếng clean tự nhiên của nó, các bạn có từng cái pickup riêng biệt ha. Đầu tiên sắc với cái ý muốn của các bạn. Thì tin rằng là cái cây này nó sẽ thích hợp cho các bạn chơi được nhiều dòng ha. Và bây giờ chúng ta sẽ thử qua cái cây màu xanh này với cái tiếng metal hard rock ha. Yeah.
lead rock metal solo nó cũng rất mạnh mẽ. Thì ở đây mình đã hạ xuống một cung để các bạn có thể thấy được là nó vẫn tương thích rất là tốt khi bạn hạ xuống đánh thấp dày rồi thì đánh cái tiếng metal nặng ha. Thì mọi chi tiết các bạn hãy xem nghe cái link của video có link của cái chi tiết hình ảnh của sản phẩm cũng như là demo ha, bảng giá. Giá của nó là dưới 6 triệu nha các bạn, ship toàn quốc, tặng kèm rất nhiều phụ kiện nha. Xin ủng hộ Amigo Guitar Shop và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.